chuyện một nàng công chúa mang gia tộc đế vương muôn đời, và một vị hành tu nay đã thoát bụi trần nhân thế. Nàng chót thương cho thân, chẳng dù biết là điều không thể. Người xuất gia không nói đến chuyện phù thế. Ngọc đế ơn trên ban, chàng vào cúng hướng nhân truyền tâm Phật. Nào biết đâu lương duyên, công chúa sư đồ lại thơm thương. Ngày nhớ đêm ôm mong, nàng lệnh cho phá rơi để kết đôi. Chàng tránh duyên xin lui về nương nhờ cửa. Đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương phá tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mượn cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu triền miên, để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mà. Chàng gieo thân sáng trong biển lửa tràn, để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Trên ban chàng vào cúng hướng nhân truyền tâm Phật. Nào biết đâu lương duyên, công chúa sư đồ lại thơm thương. Ngày nhớ đêm ôm mong, nàng lệnh cho phá rơi để kết đôi. Chàng tránh duyên xin lui về nương nhờ cửa. Đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương phá tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mượn cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu triền miên, để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mà. Chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian, chàng gieo vào tâm ý nàng. Một người xuất gia sao yêu thương huống chi nàng lại là công chúa vàng. Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian, chàng gieo thân sáng trong biển lửa tràn, để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian.